Chào các bác nhé. Video trước tôi còn giới thiệu chi tiết với các bác là hướng dẫn cho các bác cho anh em cách dùng cân loa điều khiển từ xa hiệu VKE898 phiên bản 2017 nhé. Vì thời gian nó cũng có ít, video trước tôi cũng chưa giới thiệu hết được những cái công dụng của nó, thì video này tiếp tục nhé. Video tôi xin giới thiệu với các bác là cái chức năng nghe nhạc từ điện thoại sang nhé. Cái dòng 898 ở phiên bản cũ thì là sẽ không nghe được nhạc từ điện thoại sang, dây chuyền này sẽ không tác dụng nhé, mà chỉ có dòng gọi là ZY898 đời mới thì mới nghe được. Và cái dòng này là dòng VKE898 phiên bản 2017 cũng sẽ nghe được. Thế còn cách thức để cho các bác nghe được nhạc từ trên điện thoại truyền sang ấy thì mời các bác theo dõi nhé. Khi mỗi một sản phẩm với một cân loa ấy thì shop sẽ có tặng cho anh em một sợi dây chuyền tín hiệu như này. Cái này gọi là sợi dây chuyền tín hiệu âm thanh, hai đầu ấy là đầu 3.5 ly. Thì là các bác ứng dụng giải trí là mình sẽ nghe nhạc từ trên YouTube của điện thoại ấy, mình truyền qua loa. Thì để thao tác được, các bác lấy một cái đầu này, các bác cắm vào cái lỗ mic này, lỗ bên mic nhé. Các bác lưu ý lỗ bên mic có chữ mic gần phía cái nút echo này này và gần bên đầu anten luôn. Vậy là các bác xác định được nhá. Đấy, các bác cắm vào đây, các bác mở nguồn loa lên nhá. Các bác lưu ý là các bác cứ để thẻ nhớ ra ngoài đi, không cắm thẻ nhớ, không cắm USB nhá, thì loa hiện lên chữ AUH này này, thì là nó sẽ là cái chế độ phát dây chuyền nhé, hoặc là dưới này chính là AUX này. Thì một bên này chúng ta sẽ kết nối với điện thoại, ví dụ như ta vào YouTube nhé. Đây, ví dụ như vào YouTube đang nghe nhạc đây nhá. Và các bác lấy dây chuyền này, các bác cắm vào lỗ tai nghe này này nhé. Truyền nhạc từ điện thoại sang loa. Khi các bác truyền như này rồi, các bác chỉ điều chỉnh trên điện thoại thôi, còn cái tay điều khiển này nó sẽ không có tác dụng nữa nhé. Tay điều khiển này không có tác dụng nữa. Và các bác để nghe nhạc từ điện thoại truyền sang nhé. Đây là một cái chức năng hay của cái dòng loa này nhé. Thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bác một cái số điểm chú ý hay những cái chức năng mà nó cải tiến hơn những dòng loa khác nhé. Cái video trước tôi cũng chưa kịp nói đến cái chuyện tắt nguồn trên tay điều khiển. Thì cái dòng loa này này là nó có chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển. Các bác nhìn đây nhé, cắm thẻ nhớ vào này, mở lên này. Đây, khi mở lên tôi lại nói lại nhé, cái dòng loa này là dòng loa làm theo kiểu dòng loa cao cấp,
khi các bác bật nguồn lên là nó sẽ không phát âm thanh luôn, là để cho các bác có tính chủ động. Khi nào các bác muốn phát âm thanh ấy, thì các bác sẽ bấm vào nút vào đây thì loa sẽ phát nhá. Và đặc biệt cái dòng loa này nó chỉ phát một bài, một bài nhá, phát mặc định một bài cho các bác để nó không bị nhảy thai. Đây, bấm vào đây này. À, bây giờ tôi sẽ khi này thì mình sẽ tiến hành điều chỉnh điều khiển từ xa trên tay điều khiển này. À, các bác lưu ý này, cái dòng này là dòng điều khiển từ xa bằng tần sóng radio nhé, nó khả năng bắt xa 150-200m là ổn định nhất. Thế còn thực tế của nó có thể được 200-250-300m luôn, nhưng mà cái mức 150-200m là ổn định nhất nhé. Thì bây giờ tôi sẽ thử cho bác cái chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển đây này. À, để tôi nói trước nữa, muốn tắt nguồn trên tay điều khiển ấy, thì các bác sẽ ấn giữ nút vào đây này chừng 4-5 giây nhé, thì cái loa sẽ tắt nguồn, là hệ thống số trên này không nhảy nữa, chỉ còn cái đèn tín hiệu này thôi. Đây tôi làm thử cho các bác xem này. À, ấn giữ nhé, ấn giữ này, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, cái loa này nó tự động tắt nguồn nhé, là chỉ còn cái đèn tín hiệu báo là cái nguồn công tắc mình còn bật. Thì như này sẽ giúp cho các bác tiết kiệm pin khi bổ đến đâu về nhé. Thế để bật lại được, các bác lại thao tác lại, ấn và giữ nút vào đây trên tay điều khiển 4-5 giây. Các bác lưu ý, khi các bác bật lại bằng tay điều khiển thì loa nó sẽ hoạt động luôn cho các bác luôn, là các báo cho các bác là loa đã bật lại được, hoạt động lại bình thường, mồi lại, mồi chim lại, chơi lại, chứ nó không ở tạm dừng như là các bác bật cái nút công tắc nguồn đâu. Công tắc nguồn chính như này, các bác tắt đi mở lên lại thì nó mới nằm ở chế độ tạm dừng. Thế còn tắt nguồn bật tắt bằng cái tay điều khiển này thì nó sẽ chạy luôn nhá. Đấy, cơ bản có mấy cái điểm đặc biệt của dòng loa này là giới thiệu cho các bác như vậy. Ở đời 2017 này, tắt nguồn trên tay điều khiển này. À, cục sạc của nó là cục sạc đèn xanh nhé, cục sạc đèn xanh. Đây rất hữu ích các bác quan sát này, khi cắm vào ấy là nó lên đèn xanh này. Đó, khi nào các bác sạc vào loa thì nó mới lên đèn đỏ, nó báo sạc nhé. Em quay có rõ không? Đây. Đây này, báo đỏ sạc này, khi xanh như này là nó đầy. Và đồng thời cái này là sạc cho pin sạc dự phòng cũng rất hay nhé, thì sẽ biết được rằng là bao giờ thì pin đầy này. Đấy. Thì mỗi bộ loa này dùng được dây chuyền tín hiệu, shop sẽ có tặng thêm một dây chuyền tín hiệu cho các bác. À, đặc biệt nữa là cái túi vải này, nó có nhiều cải tiến này. Đây. Nó sẽ có hai ngăn cho các bác đựng đồ, ngăn bên này và ngăn bên này. Đặc biệt là cái ngăn bên này để đựng tay điều khiển ấy, thì nó sẽ có cái miệng dán lại, giúp mình tránh khi các bác đi có thể nó sóc sách nó rơi mất tay điều khiển nhé, để hạn chế cái việc mất mát tay điều khiển, là nó có cải tiến hơn so với cái dòng cũ. Đây, túi đèn gì như vậy. Thế đây nói lại với các bác luôn nhá, đó là loa em, nó là VKE này, VKE898 phiên bản mới nhất hiện nay trên thị trường, phiên bản 2017 nhá. Các bác lưu ý phiên bản 2017 tắt nguồn trên tay điều khiển. Thế còn pin loại này ấy, là cũng tương đối bền đấy, 6-7 tiếng đồng hồ ấy. Tắt nguồn trên điều khiển đây, tay điều khiển nút bấm màu trắng nhá, đầy đủ các phụ kiện, mic nói, dây chuyền tín hiệu và pin của tay điều khiển đi theo. Thế còn các bác nào có nhu cầu muốn lấy thêm quả pin dự phòng này thì shop sẽ bổ sung thêm và tính thêm tiền nhá. Dây đeo rất là chắc chắn đây, còn đây là cái vỏ bao bì của nó đây. Các bác lưu ý cái phiên bản cũ là màu xanh nón chuối này nhé, màu xanh nón chuối này là shop không kinh doanh nữa nhé. Bây giờ là shop kinh doanh cái phiên bản mới nhất, màu ngụy trang đèn dây truyền thống của dòng điều khiển từ xa 898 nhé. Các bác lưu ý màu đây, và sẽ có giấy hướng dẫn chi tiết cho các bác dùng tay điều khiển như thế nào. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi nhé, mong anh em ủng hộ trong thời gian tới nhé.
Rồi xin chào tạm biệt.